Xin chào cả nhà. Hiện tại thì mình đang có mặt trước số nhà 280 đường An Dương Vương, quận 5, ngay tại xe bò bía của chị Tưởng nè mọi người. Và đây là ngày thứ 3 tụi mình phát khẩu trang miễn phí. Như vậy thì mọi người sẽ được nhận hai cái khẩu trang như thế này. Ở đây có rất là nhiều loại, nhiều màu. Cái loại này thì có thể sử dụng được 2 lần, còn loại này có thể sử dụng và giặt được 4 lần. Ngày hôm qua thì nhận được một cái bản từ một cái bạn ở bên quận Bình Thạnh tặng. Bản khá là sặc sỡ, cho nên là mọi người đi ngang qua mọi người để ý thấy rõ lắm. Và đồng thời thì ngày hôm nay tụi mình cũng nhận thêm khoảng 1.000 cái khẩu trang từ 2 cô Phương. 2.000 hả? 2.000 cái khẩu trang là tổng khẩu trang hôm giờ thì được 4.500 không? Đây nè, khẩu trang của cô Phương ở quận Tân Bình với giá là 4.000 đồng. Cô bán ra thị trường á là 4.000 đồng. Thì ngày hôm nay thì cô gửi cho tụi mình 2.000 cái để đi phát miễn phí cho mọi người. Khẩu trang có tên là Niti 2020, khẩu trang vải cao cấp. Đây là khẩu trang mà nếu mà bán ra thị trường thì giá sỉ ở tại xưởng thì 4.000 đồng, và giá mà bán thị trường ngoài chợ thì mình khảo sát thì 7.000 đồng một bịch như thế này. Nhưng mà cô hôm nay cô tặng cho mình 2.000 cái, thì như vậy thì 4.000 nhân 2 cái thì cô tặng mình được khoảng mấy triệu ta? 8 triệu, 8 triệu tiền khẩu trang. Đây là số lượng cái khẩu trang mà tụi mình đã để sẵn ở đây, để khi nào mà hết ngồi thùng thì tụi mình sẽ đem ra ngồi cái phía vị trí này. Nếu như mà mọi người mà có điều kiện mà mua khẩu trang có thể liên hệ cô Phương. Tí nữa thì mình sẽ để cái comment, cái số điện thoại của cô Phương ở phía dưới phần bình luận. Cô thì ở quận Tân Bình sản xuất khẩu trang. Thì hôm nay cô cũng cảm ơn đại diện mọi người, cảm ơn cô tặng cho nhóm tụi mình 2.000 cái. Tổng số khẩu trang trong những ngày qua phát sẽ đạt đến 4.500 ạ. Như vậy thì mỗi bịch như trong này thì có 2 khẩu trang này mọi người. Và mình sẽ cho mọi người xem mẫu nha. Đây là dạng khẩu trang vải. Đây là tụi mình treo lên thôi. Khẩu trang đã qua sử dụng rồi. Này là vải nè. Còn này là khẩu trang bằng giấy. Giấy thì có thể sử dụng, chị báo chị để thôi chứ chưa ai sử dụng. Để mẫu là mẫu thôi, là mẫu để mọi người có hỏi thắc mắc là thích loại nào thì lựa loại đó, thì có thể cầm kiểm tra thử là cái chất lượng loại nào ok hơn. Hôm trước là tụi mình chỉ có in cái bản này thôi à, đi ra tìm photo. Nhưng mà bạn An An thì tặng thêm một cái bản này nữa. Cái chất liệu này nè chị, chị thích cái loại nào? Loại này với loại này, hai loại. Này xù. Này vải à? Này giấy. Cái này có cái size nhỏ cho em bé không chị Tưởng? Có bé nè. Cái mẫu nhỏ lắm đeo được á. Cái size này là dành cho em bé được nè, bé size được. Nếu mà nhỏ thì nó già thì nó vậy thôi, nó không giãn ra, còn đó đeo là giãn ra. Cảm ơn bác, cảm ơn người. Dạ. Cô lựa màu nào? Con tối chưa? Ở sớm mới có coi hai ba người người ta không đi được. Dạ. Ta thấy mạng người ta kêu em xin được, xin lên lấy trái được. Dạ được. Trái à? Cho mấy người? Cũng người sớm anh cho mấy người. Thôi chắc trái. Cô lấy khoảng cái nữa thôi. Ha. Chia sẻ mọi người. Dạ. Dạ. Không buồn phải không? Dạ dạ. Trái nữa nha. Dạ dạ. Cái trắng còn không? Dạ, có màu trắng ở dưới này ạ. Người được 2 bịch hả? Dạ.
ở bên trong này thì có hai loại khẩu trang. Một thì loại màu trắng bằng giấy thì do một chị có Facebook tên là Hòn Lê Vi ở quận 12 gửi tặng 1.000 cái. Còn cái dạng khẩu trang mà bằng vải cắt và giặt đi giặt lại được nhiều lần thì do anh Nguyễn Chí Tâm, YouTube Nguyễn Chí Tâm tài trợ được 1.500 cái. Tổng cả tổng thể là 2.500 và hôm nay nhận thêm 2.000 cái khẩu trang nữa từ một chị ở quận Tân Bình. Thì mình đang có 4.500 cái khẩu trang. Thì hôm nay là ngày thứ ba, tụi mình phát khẩu trang ngay tại địa chỉ số 280 đường Ai Nhân Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và tụi mình sẽ tiếp tục phát khẩu trang vào lúc 18 giờ cho đến lúc 12 giờ đêm để cho mọi người có điều kiện, nếu mà có đi ngang qua đây thì có thể nhận khẩu trang nha. Và mình cũng chia sẻ thêm là tụi mình không có thời gian nhiều, có thể đi đến nhiều nơi, cho nên là tụi mình chỉ có thể phát ở một vị trí này thôi. Và ai có thể đi ngang qua đây, có điều kiện mà đi ngang qua có thuận lợi cái đường đi thì có thể ghé đây nhận khẩu trang ạ.